Một hàm thông dụng nữa tôi muốn giới thiệu với các bạn, đó là hàm sum if. Hàm sum dùng để tính tổng. Hàm sum if là tính tổng khi thỏa mãn một điều kiện cho trước. Cách thực hiện như sau. Tôi lấy ví dụ. Tôi cần tính tổng điểm của các bạn nữ hoặc của các bạn nam. Cách tính như sau. Đầu tiên, tôi nhập điều kiện nữ. Tính tổng điểm tin học cơ sở của các bạn nữ, tôi bằng. Tôi sử dụng hàm sum if mở ngoặc. Hàm sum if là một hàm có 3 đối số. Đối số thứ nhất là vùng chứa điều kiện cần tính tổng. Vậy điều kiện của tôi là nữ, mà vùng chứa cái điều kiện nữ đó chính là cột giới tính. Tôi bôi đen cột giới tính. Phẩy. Đối số thứ hai là điều kiện. Điều kiện cần tính tổng là nữ. Có hai cách. Cách thứ nhất, tôi có thể đánh trực tiếp điều kiện. Cách thứ hai, nếu như điều kiện đã được thành lập, tôi kích vào ô chứa điều kiện. Phẩy. Đối số thứ ba là vùng cần tính tổng. Tôi muốn tính tổng cho cột tin học cơ sở. Tôi bôi đen vùng cần tính tổng. Đóng ngoặc, enter. Như vậy, các bạn nữ, tổng điểm tin học cơ sở là 45. Cách thứ hai để sử dụng hàm if, tôi lấy ví dụ. Tôi cần tính tổng. Tôi có bạn Nguyễn Ngọc Minh. Tin học cơ sở là 9. Tin học văn phòng là 7 và thiết kế web là 6. Tôi muốn tính tổng tất cả những điểm của bạn Nguyễn Ngọc Minh, nhưng phải thỏa mãn điều kiện là từ 7 trở lên. Cách tính như sau, tôi bằng sum if mở ngoặc. Vùng điều kiện, vùng chứa điều kiện cần tính tổng. Vậy vùng chứa điều kiện cần tính tổng của tôi là điểm tin học cơ sở, tin học văn phòng, thiết kế web của bạn Nguyễn Ngọc Minh. Tôi bôi đen cả vùng điểm của bạn Nguyễn Ngọc Minh. Phẩy. Điều kiện cần tính tổng ở đây là tất cả những điểm từ 7 trở lên. Nếu là số, tôi có thể gõ trực tiếp 7. Nhưng nếu là ký tự, thì ký tự đó phải được đặt trong cặp nháy kép. Mở nháy kép lớn hơn hoặc bằng 7. Đóng nháy kép. Vậy, đối số thứ 3 là vùng cần tính tổng. Nhưng các bạn chú ý, trong một hàm không nhất thiết cần phải có đầy đủ cả 3 đối số. Bởi vì trường hợp này, vùng chứa điều kiện cần tính tổng và vùng tính tổng trùng lập nhau. Tôi chỉ cần 2 đối số là đủ. Đóng ngoặc, enter. Thì tự động, sau khi thực hiện hàm xong, tôi nhận được kết quả là 16. Có nghĩa là điểm của tôi có 9, 7 và 6. Thì khi thực hiện xong hàm, nó sẽ lấy 9 cộng 7 và tôi được kết quả là 16. Còn 6 thì không nằm trong phạm vi cần tính tổng, bởi vì không thỏa mãn điều kiện.